Chào mừng quý chị và bạn đến với đại lý Hyundai Quảng Ninh. Thì trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Venue, một chiếc xe trong phân khúc gầm cao hạng A với cái mức giá bán cực kỳ tốt. Tại thời điểm này thì thuế trước bạ đã được áp dụng từ 1 tháng 9 và thời điểm 30 và 31 tháng 8 là thời điểm giá cực kỳ tốt để anh chị có thể hưởng ưu đãi kép. Nhanh tay anh chị có thể liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình để có thể đặt cọc và em sẽ giữ giá cho quý anh chị. Với chiếc Venue phiên bản thường, gọi là phiên bản thường, thì bọn em có giá niêm yết là 499 triệu và giá bán của chiếc xe này, bản phiên bản thường là 468 triệu. Trên phiên bản đặc biệt, đây là một chiếc xe Venue phiên bản đặc biệt với mức giá niêm yết là 539 triệu, thì nó sẽ có mức giá bán rơi vào khoảng là 520 triệu. Giá lăn bánh thì anh chị vui lòng cộng thêm 50% thuế và chi phí ra biển tại tỉnh thì đâu đó cộng thêm giúp em khoảng lên quanh tầm 30 triệu là ok. Đấy, một chiếc xe lăn bánh rơi khoảng hơn 500 triệu và khoảng 550 triệu. Đấy, cho phiên bản cao cấp. Phiên bản cao cấp này thì có những cái tính năng vượt trội so với cả bản tiêu chuẩn, như là hệ thống đèn LED này, rồi hệ thống cảm biến áp suất lốp, mặt ca lăng thì cũng được là sơn bóng, mạ bóng, hệ thống kiểu chiếu đèn LED projector. Động cơ của chiếc xe này thì là động cơ 1.0 turbo và có sức mạnh nhất phân khúc và có cái cảm giác lái cũng tốt, với trang bị hộp số 7 cấp liệp kép. Đèn ổ sát tốp được trang bị cho cả hai phiên bản này, vô lăng bọc da cho phiên bản cao cấp và vô lăng bằng nhựa, gọi là bằng chất liệu dẻo cho phiên bản đặc biệt. Thì ở đây chúng ta sẽ có hệ thống điều hòa tự động này, ga tự động cruise control này, màn hình giải trí trung tâm kích thước 8 inch, màn hình đa thông tin đó, không digital. Rồi đây chúng ta sẽ có chế độ lái thể thao. Đó, Venue thì là có cái động cơ 1.0 turbo mạnh hơn động cơ 1.5 hút khí tự nhiên. Đó. Cửa đóng rất là chắc chắn. Anh chị cần một chiếc xe gầm cao phân khúc lăn bánh khoảng ngoài 500 triệu thì cân đối chốt chiếc Venue này thì rất là chuẩn. Ưu điểm của em nó thì là cảm giác lái tốt, động cơ khỏe. Đấy, cửa xả đóng rất là chắc chắn. Đó. Đi rất là đầm. Công nghệ đầy đủ. Đó. Đấy, lại còn có cả thanh giá nóc thể thao cho phiên bản đặc biệt. Ghế da được trang bị cho cả hàng ghế phía trước và hàng ghế phía sau. Cửa gió điều hòa cũng được trang bị cho hàng ghế phía sau. Cổng sạc đầy đủ hết cho quý anh chị. Đấy, phần cốp của xe thì chúng ta đến với phần hàng ghế sau thì chúng ta sẽ có là cảm biến này, rồi camera lùi. Đây tiêu hao nhiên liệu của xe 5,7 lít này, 7,3 lít đường đô thị và 4,85 lít đường ngoài đô thị. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Thời điểm giá tốt cho anh chị là 30 tháng 8 và 31 tháng 8. Bên em nhận cọc và giữ giá cho quý anh chị. Đến khi mùng 1 tháng 9 giảm thuế thì anh chị có thể hưởng ưu đãi kép từ Hyundai Bắc Ninh. Đấy, cốp của xe cũng rất là rộng. Thân vỏ của chiếc xe A rất là chắc chắn. Đó, đóng rất là chắc chắn. Đấy, động cơ turbo khỏe. Xe bên em thì bảo hành cho anh chị là 5 năm 10 vạn km. Đó, Venue thì được ví như tiểu Palisade. Bên em vẫn có hỗ trợ chương trình trả góp và lên tới 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 8 năm. Lãi suất cực kỳ ưu đãi từ khoảng 6,8% quy định trong vòng 3 năm cho quý anh chị. Đó. Anh chị hồ sơ trả góp thì anh chị chỉ cần cung cấp căn cước công dân, hợp đồng lao động, bằng lương chuyển hoặc là chuyển khoản qua tài khoản đăng ký kết hôn khi anh chị đã là vợ chồng. Đó, thì cơ bản hồ sơ đơn giản như vậy thôi. Thì anh chị đã có thể sở hữu được một chiếc xe phân khúc A gầm cao lăn bánh trong phân khúc từ ngoài 500 triệu một chút rồi. Đó, chiếc xe giá cực kỳ là tốt. Thì quý chị quan tâm đến Hyundai Venue thì bọn em có sẵn những màu như là màu đen, màu trắng, màu đỏ. Anh chị vui lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và gặp lại quý chị trong những video tiếp theo.